Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn các em toán lớp 5 trang 48. Trong lúc xem bài giảng của thầy Liêm, nếu các em thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp thầy Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nhé. Giờ mình sẽ qua bài giảng hôm nay. Phần luyện tập chung nhé. Câu số 1, viết số đo sao dưới dạng số phân của đơn vị đo là mét. Có nghĩa là mình sẽ đổi cái đơn vị này về về mét nhé. Giờ thầy sẽ làm câu 1A trước nhé. Như vậy là 3 mét 6 decimet mình sẽ đổi qua mét, đúng rồi. Cái gì mình nhớ là như vậy là số 3 vẫn là số 3, đúng rồi. 3 mét không thể đổi. Còn decimet đổi qua mét thì chia cho 10. Như vậy mình sẽ được là phân số, hỗn số là 6 qua 3 qua 6 phần 10, đúng rồi. Đổi từ decimet qua mét thì chia cho 10. Như vậy mình sẽ được hỗn số là 3 qua 6 phần 10. Như vậy mình sẽ được 3,6 chia cho 10 là 0,6 cộng với 3 là 3,6. Như vậy kết quả sẽ là 3,6 mét nhé. Đúng rồi. Giờ mình sẽ qua tiếp câu B luôn. 4 decimet mình sẽ đổi qua mét, đúng không? Mình nhớ là decimet đổi qua mét thì chia cho 10. Như vậy mình sẽ được phân số là 4 phần 10 nhé. Giờ 4 phần 10 có nghĩa là 4 chia 10, 4 chia 10 sẽ bằng 0,4. Như vậy là 0,4 mét, đúng không? Tiếp theo là 34 mét và 5 cm. Giờ mình sẽ đổi qua mét. Như vậy mình sẽ được cái hỗn số chỗ này nhé. 34 5 cm đổi qua mét chia cho 100. Như vậy mình sẽ được là hỗn số 34 và 5 phần 100 nhé. Đúng không? Giờ bằng 34, 5 chia cho 100 là 0,05, cộng với 34 là 34,05, đúng không? Giờ mình qua tiếp câu D luôn nhé. 345 cm, giờ mình sẽ đổi qua mét, đúng không? Như vậy mình sẽ đổi từ cm qua mét thì chia cho 100. Như vậy là 345 chia cho 100, đúng không? Như 345 chia 100 sẽ bằng 3,45 nhé. Đúng không? Giờ như vậy là mình xong câu số 1 nhé. Giờ câu số 1 có em nào có kết quả giống thầy, để lại bình luận phía dưới video cho thầy qua bàn cùng xem nhé. Mình sẽ qua tiếp câu số 2 luôn. Giờ câu số 2, viết số đo thích hợp vào trống theo mẫu. Ở bên đây là đơn vị tấn, bên đây là đơn vị kg. 3,2 tấn thì tương đương với lại là 3.200 kg. Bây giờ cái dòng số 2 là 502 kg, mình sẽ đổi qua tấn. Kg đổi qua tấn chia cho 1.000, 502 chia cho 1.000 sẽ bằng là 0,502, đúng không? Nào tấn nha. Giờ tiếp theo dưới đây, 2,5 tấn mình sẽ đổi qua kg. Đổi từ tấn qua kg, tấn đổi qua kg nhân cho 1.000. 2,5 nhân cho 1.000 sẽ là 2.500, đúng không? Kg. Giờ tiếp theo, 21 kg mình sẽ đổi qua tấn. Kg đổi qua tấn chia cho 1.000, 21 chia cho 1.000 sẽ bằng 0,021, đúng không? Tấn. Mình nhớ là chia cho 1.000 sẽ là trước dấu phẩy sẽ có 3 con chữ số và số 21 sẽ đứng sau cùng, đúng không? Bây giờ mình sang câu số 2 nha. Giờ câu số 2 có em nào có kết quả giống thầy, để lại bình luận phía dưới video cho thầy và bạn cùng xem nha. Mình sẽ qua tiếp câu số 3 luôn. Giờ tiếp theo là câu số 3. Viết số hợp phần thích hợp vào chỗ chấm. Như vậy mình sẽ đổi 42 decimet sang mét. 42 decimet 4 sang mét qua đổi qua decimet, đúng không? Mình cũng làm tương tự như câu số 1 thôi, đúng không? Giờ thầy sẽ làm câu 3. Câu A trước nha. 42 decimet 4 cm. Mình sẽ đổi qua decimet. Như vậy ở đây mình sẽ được hỗn số chỗ này. Như vậy là 42. Giờ 4 cm đổi qua decimet thì chia cho 10, đúng không? Như là 4 phần 10 nha. Rồi như vậy mình sẽ được ở đây sẽ là 42, 4 chia cho 10 sẽ là 0,4 cộng 42 là 42,4 decimet, đúng không?
Giờ mình sẽ qua tiếp câu B luôn nhé. 56 cm và 9 mm. Mình đổi qua cm đúng không? Như vậy mình sẽ được hỗn số giống như trên thôi. Như vậy 56 mm đổi qua cm chia cho 10, như vậy 9 phần 10. Đúng không? Như vậy 56 phải 9 chia cho 10 là 0,9 cộng 56 là 56,9 cm. Giờ câu C là 26 m 2 cm. Mình đổi qua mét. Đúng không? Như vậy mình sẽ được hỗn số tiếp là 26 2 cm đổi qua mét là chia cho 100, đúng không? Như vậy là 26, 2 chia cho 100 là 0,02 cộng với 26 là 26,02 mét, đúng không? Như vậy là mình xong câu số 3. Giờ câu số 3 có em nào có kết quả giống như vậy để lại bình luận phía dưới video cho hay qua bạn xin nha. Mình sẽ quay tiếp câu số 4. Giờ tiếp theo là câu số 4, quyết số hợp phần. Quyết số hợp phần kết hợp vào trung tâm tương tự như câu số 3 thôi, đúng không? Mình sẽ đổi 3 kg, 5 g qua kg nhé. Giờ 3 kg, 5 g mình sẽ đổi qua kg. Mình sẽ được hỗn số, đúng không? Như vậy là 3 và 5 kg đổi gam đổi qua kg chia cho 1000, đúng không? Giờ như vậy mình sẽ được 3 phẩy mấy. 5 chia cho 1000 thì mình nhớ là phía sau dấu phẩy là 3 con số và số 5 sẽ đứng cuối cùng, đúng không? Như vậy là 3,005 nhé. Tiếp theo câu B. 30 g đổi qua kg. Giờ mình sẽ là chia cho 1000 thôi. Gam đổi qua kg thì chia cho 1000, đúng không? Như vậy 30 mà chia cho 1000 thì sẽ là 0,030 kg, đúng không? Mình nhớ là chia cho 1000 là sao dấu phẩy bao con số 0,030. Thì cái số 0 cuối cùng này mình bỏ đi cũng được, đúng không? Sẽ là 0,03 kg nhé. Tiếp theo là 1103 gam đổi qua kg. Như vậy là mình sẽ cũng chia cho 1000, đúng không? 1103 chia cho 1000. Và như vậy sẽ bằng 1,103 kg, đúng không? Mình nhớ là chia cho 1000 thì mình sẽ đưa dấu phẩy trước ba con số, có nghĩa là dấu phẩy nằm này, có nghĩa là 1,107 kg, đúng không? Giờ như vậy là mình xong câu số 4 nhé. Câu số 4 có em nào có quả giống thật để là bình luận phía dưới video cho hay ba bạn học sinh. Mình sẽ qua tiếp câu số 5 luôn. Câu số 5, viết số kết hợp vào chỗ chấm. Túi cam cân nặng bao nhiêu? Như vậy là muốn biết túi cam này cân nặng bao nhiêu thì mình phải tính tổng khối lượng của tất cả các quạt cân bên cái địa phải. Thì mình sẽ tính được, mình sẽ quy đĩa cân, hai đĩa cân đang cân bằng thì khối lượng của túi cam sẽ bằng tổng khối lượng của các quạt cân. Vì vậy trước mình sẽ tính tổng khối lượng của các quạt cân. Giờ sau đó mình sẽ suy ra được khối lượng của túi cam. Giờ thầy sẽ làm câu số 5 nhé. Giờ thầy sẽ làm câu số 5 nha. Chứ hết mình sẽ tính tổng. Chứ hết mình sẽ đổi 1 kg này qua gam luôn, để cùng đơn vị mình dễ tính, đúng không? 1 kg đổi qua gam thì mình nhớ là 1 kg bằng 1000 g, đúng không? Giờ sau đó mình xin tổng khối lượng. Các quả cân bên địa phải nha. Như vậy mình sẽ lấy là 1 kg có nghĩa là bằng 1000 g cộng cho 500 g, đúng không? Cộng cho cái quả cân 200 g,
cộng tiếp cho quả cam 100g sẽ bằng bao nhiêu nè? 1.000, đây là 1.500, 1.700, 1.800 đúng không? Vậy kết quả sẽ là 1.800g nha. Do đó mình kết luận là túi kem cân nặng là 1.800g. Mình sẽ đổi qua kilogram. Gram đổi qua kilogram chia cho 1.000, như 1.800g chia cho 1.000 sẽ là 1.8kg đúng không? Như vậy mình sẽ điền vào cái chỗ ba chấm là câu A thì trên mình điền sẽ là 1.8kg nhé. Còn câu B thì mình điền là 1.800g đúng không? Giờ như vậy là mình xong câu số 5 nhé. Đúng không? Giờ câu số 5 này có em nào có kết quả giống như thầy để lại bình luận phía dưới video cho thầy và bạn cùng xem nhé. Như vậy mình xong bài giảng hôm nay nhé. Nếu các em thấy thầy giảng dễ hiểu bấm nút thích, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh thì bấm nút đăng ký bấm chuông để xem những bài giảng mới nhất của thầy đêm nhé. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.